Dạ, Sóc Lan Nguyễn em xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Xưa Mê Công. Em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu của em là 0772997668. Hôm nay em lên báo giá đồ gốm và một số đồ gỗ, rất mong được cô chú anh chị gần xa ủng hộ em ạ. Đó, mã đầu tiên vô là 1C. Em xin giao lưu đến cuối cô chú anh chị gần xa một cái an ha, an chuột nha cô chú anh chị mình. Có ba con chuột ba góc ha. Chiều cao là 16, em đo đường kính miệng là 18. Đó, cái an này là hàng chu đậu ha, cũng là hàng sâu tuổi nha cô chú anh chị. Tình trạng thì lành tích. Đó, mã này là 1C, em giao lưu với giá là 900. Tiếp theo 2C này em có một cái bát điếu, hàng này cũng là hàng xưa nha cô chú anh chị. Đó, chiều dài của cây này là 37 ha. Em đo dòng bụng của cái bình này là 39 và chiều cao thì tầm là 16 nha. Đường kính miệng ở đây là 13. Em đo đường kính miệng của cái bát này là 20 và chiều cao là 10 nha cô chú anh chị. Đó, hàng chua đậu đắp nổi rất là đẹp ha. Hàng này là hàng xưa rồi nha cô chú anh chị. Tình trạng thì lành tích ha, vẫn hút bình thường. Mã này là 2C, em giao lưu với giá là 1,1 triệu. Tiếp theo 3C này em cũng có một cái điếu. Đó, cái điếu này thì cái bát này là bằng gỗ gõ nha cô chú anh chị. Còn cái này thì bằng gốm ha. Đó, có mộc nha, mộc 4 chữ tàu ha. Cái cây này dài là 38, dòng bụng của cái bình này là 38 và em đo đường kính miệng ở đây là 13 ha. Đó, đường kính miệng của cái bát này là 23 và chiều cao là 12 nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ gõ ha, được cẳng ốc rất là đẹp luôn. Tình trạng thì lành tích nha cô chú anh chị, xung quanh này người ta cẳng tứ diện luôn ha. Đó, tích là dinh quy bái tổ nha cô chú anh chị mình. Đó, bắt cái bát này hàng vẫn lành lặn ha, và cũng xài bình thường nha cô chú anh chị. Ở đây có cái kim nữa ha. Chọn bộ này thì em giao lưu với giá là 2,5 triệu cho mã 3C. 4C này em có một cái hũ trà gỗ gõ mật, hàng này cẳng ốc ha, thì ốc cũng đã ngả màu theo thời gian. Chiều cao là 22, dòng bụng em đo là 49 và miệng ở đây là 15. Đó, cẳng ốc tứ diện luôn. Đó, hàng liền khối rất là nặng nha. Cái hũ này rất là nặng luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, cẳng ốc ha, Trúc Lâm Thất Hiền. Ốc thì cũng đã ngả màu theo thời gian. 4C này em giao lưu với giá là 2,8 triệu. Tiếp theo 5C này em có một cái cháp vuông. Em đo vuông cái cháp này là 29 ha. Đó, chiều cao là 13. Đó, hàng cẳng ốc 4 mặt luôn nha cô chú anh chị. Đó, 5 mặt luôn ha. Đây em mở ra trước ha, cái này hàng rất là nặng luôn, gỗ thì gỗ gõ mật. Đó, tình trạng thì lành tích hết. Đó, có ngăn ha cô chú anh chị mình sử dụng mà mình xài để bánh kẹo mứt hoặc là mình để trang sức cũng được nha. Dưới này ha. Đó. Mặt đầy luôn ha. Đó, cái này cái nắp này cũng rất là nặng luôn. Đó, cẳng tứ diện luôn ha. Lành tích nha cô chú anh chị mình. Đó, mặt phía dưới đây rất là đẹp luôn. Mã này là 5C, em giao lưu với giá là 3,5 triệu. Rồi em qua mã 4C này em có một cái khay 6C này em có một cái khay hàng gỗ cẩm. Này gỗ chắc ha. Chiều dài là 38 và em đo vị trí ở đây là 24, chiều cao là 14 nha. Gỗ là gỗ chắc nha cô chú anh chị mình, hàng cẳng ốc khá là đẹp luôn. Đó, cẳng cũng tứ diện luôn ha. Đây cô chú anh chị mình xem, cái khay này rất là đẹp, không chê vào đâu được ha. Đó. 6C này em giao lưu với giá là 3,6 triệu. Tiếp theo 7C này em có một tấm chanh. Đó, tấm chanh hàng cẳng ốc, chữ là chữ thọ nha.
Chiều cao là 64, em đo lọt lòng là 55, vị trí ngang là 42 và lọt lòng là 35, độ dày là 3 phân. Đó, khung ở đây là người ta đục khung gỗ trúc nha cô chú anh chị mình. Đó, khung trúc ha. Đó, gỗ thì gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Cái này thì cũng tầm vài chục năm ha. Ở phía trong này nè, đây em quay sát cho cô chú anh chị mình, phía trong này là một bức tranh luôn nha. Đó, tứ linh nha cô chú anh chị mình, hàng cảnh khá là công phu ha. 7C này em giao lưu giá là 2,5 triệu. Rồi tiếp theo, 8C em có một tấm tranh lịch. Chiều cao là 67, lọt lòng là 59, vị trí ngang là 46 và lọt lòng là 39, độ dày là 3 phân. Đó, hàng cẳng ốc tích ở trên là đồng quê. Em đo cái chỗ để lịch ha, chỗ để lịch khá là lớn luôn, cô chú anh chị mình để tấm lịch lớn nha. 25 vị trí ngang và cao lên là 22 nha cô chú anh chị. Đó, gỗ gõ mực ha, tình trạng lành tích. 8C này em giao lưu với giá là 2,5 triệu. Tiếp theo 9C em có một cặp chanh cha mẹ hàng liền khối, gỗ thì gỗ gõ mực ha. Chiều cao là 95, vị trí ngang em đo là 17 và độ dày là 3 phân. Đó, hàng này liền khối, phía trên là cẳng là chữ là phúc đức, ở dưới là hai bên nói về cha mẹ nha cô chú anh chị. Đó, cặp này thì cũng dài chục năm ha, ốc thì cũng đã ngả màu theo thời gian rồi. Đó, em đã thay móc mới cho cô chú anh chị mình rồi nha. Đó, hàng liền khối ha. Mã này là 9C, em giao lưu với giá là 3,3 triệu. Tiếp theo 10C này em có một tấm chanh tích là người, tích người nha cô chú anh chị. Gỗ gõ mực ha. Chiều dài là 1 mét, em đo lọt lầm ngang là 92 và chiều cao là 47, lọt lầm cao là 38 và độ dày là 3 phân ha. Đó, tuổi đời cũng vài chục năm, gỗ thì gỗ gõ mực ha, em thấy vẫn còn lành lặn và liền lạc. Thì hôm nay cái tấm này em cũng thanh lý luôn. Đó, mã này là mã số 10C, em giao lưu với giá là 3,9 triệu ha. Những tấm này hồi trước em giao lưu với giá là 5 triệu mấy ha, giờ em thanh lý hồi vốn nha cô chú anh chị. Tiếp theo 11C này em có một cặp thống. Đó, hàng gốm tàu, cái này là hàng cũ nha cô chú anh chị. Chiều cao là 27 và em đo miệng ở đây là 36. Dòng bụng của cặp thống này là 111 nha cô chú anh chị mình. Đó, tình trạng thì lành tích, hàng thì em bao là dẻ tay hoàn toàn. Đó, ở đây tích là bát tiên nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng dẻ rất là đẹp ha, rất là nét luôn. Đó, cốt rất là nặng nha cô chú anh chị. Đó, cặp này thì em ship đi thì cũng khá là, tiền phí cũng khá là cao. Đó, cặp này thì em giao lưu với giá là 3,8 triệu cho mã 11C. 12 này em có một cái bình rót ha, hàng này là hàng chu đậu nha. Đó, hàng này thì cũng gốm, cũng em thấy cũng rất là già tuổi. Chiều cao là 46 và em đo dòng bụng là 86. Đó, có nắp nha cô chú anh chị, phía trên đây là con lưng ha. Đây, phía trong đây, hàng rất là già gốm luôn. Ở cái quai là quai rồng nha cô chú anh chị mình, được đắp nổi khá là đẹp. Đó, tình trạng thì lành tích ha, hàng đã lên gia quy khá là đẹp luôn. Chôn. Rồi, mã này là 12C, em giao lưu với giá chỉ có 1,9 triệu thôi. Đó, hàng hôm nay thì em cũng lên một số mặt hàng, em thanh lý giá rất là ưu đãi cho cô chú anh chị mình giao lưu dịp lễ này nha. Rồi tiếp theo em có một cặp bình huyết long, hàng thì gốm tàu. Chiều cao là 36. Em đo dòng bụng là 61. Cổ bình thì 33 và miệng bình là 16 ha.
Đó, hàng gốm đắp nổi khá là đẹp nha, vẽ tay hoàn toàn nha cô chú anh chị. Đó, màu men ha, rất là đẹp. Tình trạng thì lành tích nha. Đó, hàng gốm cũ nha cô chú anh chị. Chôm có mộc ha. Đó, mã này là 13C, em giao lưu cặp này 2,6 triệu. Tiếp theo 14C này, em có một cặp ngựa, hàng này cũng gốm tàu nha cô chú anh chị mình. Chiều cao là 40. Đó, em đo vị trí ngang cái quành này là 17 nha. Đó, một cặp này thì lành lặn và liền lạc hết, không có nứt nẻ, không có bể vỡ sứt chỗ nào nha cô chú anh chị. Hàng em bao cô chú anh chị mình nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Đó, những mặt hàng gốm này cô chú anh chị mình nên kiểm tra trước khi nhận nha. Mã này là 14C, em giao lưu với giá là 1,6 triệu thôi. Đó. Đây. Tiếp theo em có một cặp hũ. Hàng gốm tàu ha, men thì được vẽ tay hoàn toàn. Chiều cao là 31. Em đo dòng bụng là 48 và miệng là 8 thôi. Đó, cái này là cái nắp hít luôn nha cô chú anh chị. Đó, để rất là kín ha. Đó, rất là kín luôn. Ở cặp bình tàu nha cô chú anh chị. Đó, chung cũng có mộc ha. Cặp này em giao lưu chỉ có là 1,2 triệu thôi cho mã 15C. Tiếp theo em có một cái hũ này là hàng xưa ha, hàng Bình Dương xưa nha cô chú anh chị mình, cũng rất là sâu tuổi. Chiều cao là 28. Em đo dòng bụng là 80 và miệng bình là 11 ha. Đó, cái này là cái chum đồng tiền nha cô chú anh chị. Tình trạng thì em thấy vẫn còn lành lặn ha. Đây có những chỗ do hàng xưa hàng cũ cho nên nó tóc như đây thôi chứ mình vẫn còn sử dụng được ha, đựng không có chảy nước nha cô chú anh chị. À, mã này là 16C, em giao lưu với giá là 400. Rồi tiếp theo 17C này em có một bộ trường kỷ. Bộ trường kỷ song tiện ha. Đó, hàng cẩm ốc khá là đẹp luôn. Thì gồm một cái bàn, hai cái ghế. Thì cái bàn thì em sẽ đo trước ha. Cái bàn này khá là dài luôn. Bàn là dài 1m47. Lọt lòng miếng dán ở trong là 1m3. Vị trí ngang của bàn là 57 và lọt lòng là 40. Từ mặt đất lên chỗ ngồi là 70. Em đo dìm bàn ở đây là 20 và cái đố chân dày là 7 phân nha cô chú anh chị mình. Dạ. Ốc thì rất là đỏ lửa nha cô chú anh chị mình. Bộ này thì cũng tầm dài chục năm ha. Hàng thì em đã đánh BU bóng mờ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, cẳng tứ diện cái mặt bàn luôn ha. Rất là đẹp luôn. So với những bộ trước thì cái bộ này là cái bàn dài hơn nha cô chú anh chị. Đó, em bữa nay em giao lưu được cái bộ này, cái bàn khá là dài luôn. Cái bàn 1m47 lận. Đó, dài gần bằng cái ghế luôn nha. Bộ này là bộ trường ngũ sơn nha cô chú anh chị. Hàng song tiện cẳng ốc ha, cẳng ốc tứ diện luôn. Đó, bộ này mà cô chú anh chị nhận về tay mà chê nữa thì trả lại em. Rất là đẹp, ốc thì đỏ lửa vàng chanh ha, khá là đẹp luôn. Đó, mặt bàn, mặt diềm bàn thì người ta đục ha. Đó, phía dưới cũng cẳng luôn nha cô chú anh chị. Ở dưới người ta thiết kế một cái ngăn để cho mình để những vật dụng nhỏ ha, khi mình không có để ở phía trên. Mặt bợm chân móng nha cô chú anh chị. Đó, chân bàn và chân ghế đều mặt bợm chân móng ha. Gỗ thì gỗ gõ mật, hàng thì lành tích hết. Đó, tình trạng thì ốc không có sứt ha. Và không có nứt nẻ mối mọt nha cô chú anh chị. Bao cô chú anh chị mình nhận hàng kiểm tra hàng. Đó, không đúng như em nói thì cứ hoàn trả về cho em. Rồi tiếp theo em sẽ đo cái thông số cái ghế dài, hai cái thì kích thước bằng nhau.
Chiều dài ghế phủ bì là 1m83. Lọt lòng miếng dán ở trong là 1m67. Em đo từ chỗ ngồi ra là 50. Tựa lưng cao là 56. Từ mặt đất lên chỗ ngồi là 50. Vị trí dìm bàn là 20. Và cái đố chân dày là 7 phân. Tổng thể chiều cao em đo vị trí của cái ghế này là 105. Đó. Hàng xong tiện ha. Cái này là xong tiện nhà mình xoay được nha cô chú anh chị, không phải là xong tiện chết nha. Đây, toàn bộ là xoay được nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng rất là ok, rất là đẹp luôn. Ừ. Những cái chi tiết nhỏ này mình cũng xoay được luôn ha. Đó, xong tiện không có chết ha. Rất là đẹp. Hàng cẳng ốc tứ diện ha, mặt ghế cũng tựa lưng ở phía sau cũng cẳng luôn nha cô chú anh chị. Nói chung là bộ này rất là tuyệt vời luôn. Đó, em phủ một lớp PU bóng mờ thôi cho nên cô chú anh chị mình vẫn thấy cái dưng gỗ ha, hàng chất rất là đẹp. Đó, thường mấy bộ mà xong tiện như vậy á, người ta không có cẳng ở phía ghế này đâu và không cẳng ở sau lưng đâu, nhưng mà đặc biệt cái bộ này là người ta cẳng hết nha, cẳng tứ diện luôn. Khi giao lưu bộ này em sẽ tặng cho cô chú anh chị mình một cái mặt kiếng ha. Đó, một cái mặt kiếng bàn nha cô chú anh chị. Hàng thì em cắt kiếng lúc nào cũng dày dặn 10 ly hết nha. Cho cô chú anh chị mình xài hoài luôn ha, xài vĩnh viễn luôn nha cô chú anh chị. Rồi chọn bộ xong tiện 3 món. Đó, ngũ sơn xong tiện ha. Mã này là 17C, em giao lưu với giá là 48 triệu. Đó, em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc nha. Bộ này rất là đẹp nha. Cô chú anh chị mình thích thì chụp hình gửi vô Zalo cho em. Đó, xem không rõ không kỹ thì kết bạn với em qua số điện thoại là 0772997668. Em sẽ gửi clip và hình ảnh cho cô chú anh chị mình xem thêm. Tiếp theo 18 này em có một tấm chanh, đó, hàng cẳng ốc ha, gỗ thì gỗ gõ mực. Chiều dài là 1m6. Lọt lòng là 1m26. Chiều cao của tấm chanh này là 80. Lọt lòng là 46. Và độ dày là 4 phân ha, khá là dày dặn luôn. Đó. Ở ngoài diềm này người ta cũng cẳng luôn nha cô chú anh chị mình. Ốc đỏ lửa vàng chanh khá là đẹp ha. Đó, cẳng tích là bách điểu, rất là tơ tóc luôn. Gỗ gõ mực, hàng lành lặn và liền lạc hết. Không có nứt nẻ, không có sức ốc nha. Rất là đẹp, tấm chanh này rất là đẹp. Hôm nay em cũng giao lưu giá hữu nghị với tấm chanh này luôn. Đó, đợt trước thì em lên giá là 12 triệu. Nhưng hôm nay em lên giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình với giá chỉ có là 10 triệu 500 thôi. Đó, bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Rồi, mã này cũng là mã cuối clip ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Em xin mến chào và hẹn gặp lại.